Irene đến từ Coi 68 TV. Một tuần nữa lại tới và chúng ta lại gặp nhau trong số tiếp theo của series tuần qua có gì. Như thường lệ, trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ cập nhật cho anh nghe những tin tức về crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần vừa qua. Và mình có một bí mật nhỏ cho anh em, đó chính là trong tuần này thì chúng ta sẽ có tràn ngập những thông tin airdrop của rất nhiều những dự án từ lớn đến nhỏ đấy. Anh em hãy xem hết đến cuối để nắm được những chi tiết quan trọng về những sự kiện đặc biệt này nhá. Và như thường lệ, nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Coi 68 TV và ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Tin tức đầu tiên là về chương trình điểm thưởng airdrop của dự án Aperture. Aperture thì là một dự án phát triển các công cụ để đơn giản hóa quy trình giao dịch của DeFi ở trên DEX là Uniswap thông qua việc áp dụng công nghệ AI. Aperture cho biết là sẽ có 7% tổng cung token được mở khóa tại thời điểm TGE và 4,2% trong đó thì sẽ phân bổ dựa trên biển thưởng, còn 2,8% còn lại thì sẽ dành cho những người ủy quyền Uni và cung cấp thanh khoản ở trên Uniswap. Dù chưa công bố thời điểm chính thức triển khai token, thế nhưng mà Aperture đã tuyên bố là sẽ sẵn sàng để airdrop khi mà dự án đạt được đến cột mốc là 10 tỷ USD volume giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch hiện tại của Aperture thì đang dao động quanh mốc là khoảng 1,5 tỷ USD. Anh sẽ share cho anh em một số cách để kiếm được điểm thưởng Aperture Points lần này. Thứ nhất là anh em có thể mời bạn bè tham gia vào chương trình thông qua một link giới thiệu. Link giới thiệu của Coi 68 TV thì anh cũng sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em. Cách thứ hai là anh em có thể hoàn thành các nhiệm vụ của dự án. Cách thứ ba là anh em có thể hold NFTs của dự án. Và cách cuối cùng là anh em có thể trade trực tiếp ở ngay trên Aperture. Chi tiết về chương trình cũng như là những tiêu chí điểm thưởng của Aperture thì sẽ để một đường link ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận để anh em có thể đọc kỹ hơn nhé. Tin tức thứ hai trong tuần là Orderly Network công bố chương trình điểm thưởng để chuẩn bị airdrop token. Kể từ khi triển khai vào năm 2022 đến nay thì Orderly Network đã đạt được một khối lượng giao dịch khủng lên đến hơn 10 tỷ đô cũng như là tích hợp được nhiều sàn DEX khác nhau và mạng lưới giao dịch liên blockchain. Sự phát triển nhanh chóng của Orderly Network thì đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều những tên tuổi lớn hàng đầu về các quỹ đầu tư, ví dụ như là Pantera Capital này, Primitive Ventures, Dragonfly Capital, Jump Crypto và GSR Ventures. Sắp tới thì Orderly Network sẽ có một chương trình có tên là The Road to the Order, là một chiến dịch để người dùng có thể làm những nhiệm vụ và thu thập điểm thưởng có tên là Merist. Điểm thưởng này thì sẽ được dùng để tính toán airdrop token của dự án ở trong tương lai. Bên cạnh đó thì Orderly Network cũng sẽ phân bổ airdrop cho các nhóm thành viên cộng đồng, trong đó thì sẽ gồm những người hoàn thành các nhiệm vụ ở trên Zili cũng như là Gashi cũng như là những cái nhà đầu tư đã tiến hành giao dịch các token EVM cũng như là NEAR. Tin tức thứ ba là một update mới của một dự án đang khá nổi bật ở trên hệ sinh thái của Starknet là ZKLand. ZKLand với token là ZEN thì là dự án DeFi đầu tiên được Starknet niêm yết ở trên các sàn giao dịch. Sau đợt airdrop token STRK của Starknet vào hồi tháng 2 năm 2024 vừa rồi thì hệ sinh thái của Starknet đang ghi nhận một sự tăng trưởng nhanh chóng về cả TVL lẫn hoạt động on-chain. Gần đây nhất thì ZKLand đã tham gia vào một chương trình có tên là BWB Ecosystem Partner Program của Bitget Wallet. Chương trình đối tác hệ sinh thái BWB này thì là một chương trình khuyến khích đặc biệt của Bitget Wallet triển khai dành cho những dự án cũng như những đối tác hàng đầu trong ngành nhằm khuyến khích cái sự tham gia tích hợp cũng như là hỗ trợ các cái dự án ở trong hệ sinh thái Web3 phi tập trung thông qua phần thưởng của Bitget Wallet là điểm BWB. Hiện tại thì token ZEN của ZKLand cũng đã được chính thức ra mắt ở trên cả Ethereum cũng như là Starknet. Kể từ khi ra mắt đến nay thì TVL của ZKLand tăng khá là đều và hiện tại thì đang đạt cột mốc là khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Theo mình được biết thì giao thức này cũng đang cung cấp các khoản vay cho người dùng với tổng giá trị đến hàng chục triệu đô. Thông tin tiếp theo là về một dự án phát triển DeFi ở trên Bitcoin gọi vốn được 10 triệu đô la Mỹ. Automated Liquid Exchange hay là viết tắt là Alex, một đơn vị đang phát triển nhiều sản phẩm DeFi ở trên Bitcoin, cho biết là đã huy động được 10 triệu đô từ các quỹ đầu tư như là Spartan Group này, CMS Holdings này, DACMs này, DWF Labs, Forest Science Ventures, G20 Group. Ở trong quá khứ thì dự án này từng huy động được 2,5 triệu đô vào hồi tháng 3 năm 2023. Alex thì kết nối rất nhiều những giải pháp Layer 2 ở trên Bitcoin, ví dụ như là cầu nối
khối này, Oracle và các hạ tầng khác để hình thành nên một lớp tài chính phi tập trung cho Bitcoin, tương tự như là các DApp ở trên Ethereum á. Alex thì trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm của họ ở trên Stacks, là một layer 2 của Bitcoin. Hiện tại Alex thì đang ghi nhận giá trị khoán lại TVL đạt khoảng 200 triệu đô la Mỹ và tổng khối lượng giao dịch lên đến mốc là 1,3 tỷ đô từ hơn 50.000 địa chỉ ví tiền mã hóa. Dự án tiếp theo công bố airdrop là Covalent. Covalent với token là CQT hay là CQT, dự án đang cung cấp API Index một cách thống nhất cho người dùng, thì vừa giới thiệu một cơ hội hấp dẫn cho những anh em nào đang hold cũng như là stake token CQT của họ. Theo đó thì chương trình này sẽ phân loại những người stake CQT vào 4 nhóm được xác định bởi thời gian đã stake, từ đó là sẽ phân phối những phần thưởng khác nhau cho mỗi nhóm này. Để tham gia vào chương trình airdrop sắp tới này thì anh em sẽ cần trở thành một người stake token CQT, và nếu như anh em muốn tham gia thì mình sẽ để đường link ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em nhé. Covalent thì là một nền tảng cơ sở hạ tầng dữ liệu phi tập trung, cung cấp API hợp nhất cho các nhà phát triển này, giúp cho họ có thể truy cập dữ liệu từ nhiều blockchain khác nhau. Mục tiêu của dự án này là trở thành một mạng lưới cung cấp các cơ sở dữ liệu cho các dự án ở trong lĩnh vực Web3, bao gồm là DeFi, NFT, gaming và rất nhiều những lĩnh vực khác. Nếu như anh em quan tâm về dự án này thì có thể xem thêm ở một video mà Coin68TV đã review, giới thiệu và phân tích khá là chi tiết về dự án này rồi. Arin sẽ để đường link của video đó ở trên góc màn hình hoặc là ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em nhé. Ok, vậy là vừa rồi Arin đã điểm qua cho anh em một vài những tin tức crypto blockchain nổi bật trong tuần vừa rồi. Anh em có thể thấy là trong tuần vừa qua chúng ta có rất nhiều những dự án có những update mới, những chương trình mới và đặc biệt là những chương trình airdrop đúng không nào? Còn nếu như anh em quan tâm những dự án khác thì cũng có thể comment ở phía bên dưới. Arin và đội ngũ Coin68TV sẽ chắt lọc và làm ra những video hấp dẫn để cung cấp những thông tin bổ ích cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video này và Arin hy vọng là những thông tin trong video đã phần nào hữu ích dành cho anh em. Và anh em lưu ý đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư, và anh em hãy luôn sáng suốt trong mỗi quyết định xuống tiền của bản thân nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những số điểm tin lần sau. Bye.